Thưa em, chào anh em. Hôm nay bên Xuân Tiền Em thì nay theo sự đơn hàng của anh Vũ ở Đắk Lắk, tôi đặt bên em là trọn bộ dàn cầu máy chạy ủi nhà bè anh em. Yêu cầu bên em là sơn máy lại cho anh màu nó sặc sỡ cho nó lạ, thì hôm nay em sơn máy lại cho anh em coi ha, máy nó lạ sặc sỡ. Qua chạy qua hệ thống hộp số là tiếng 3 tua, lùi 2 tua rưỡi. Cốt lát 25 inox, bột lát 429, sắt, chuyển dịch, thao, 5 tấc anh em. Chuyển dịch này khủng lắm ha, ủi nhà bè khoảng 6 tấn. Còn nhận cầu sắt xe này thì bằng sắt. Dọn dạng gì thôi anh em ơi, chế tắt điện luôn ha, có bao gồm bảng tiếp lô luôn nè. Cái bình nó ngọt ngắn hai đó gì gắn mấy kia, qua cho anh em tham khảo qua chơi ha. Khi nào anh em còn có nhu cầu sử dụng ủi nhà bè hay gì đó thì alo liên hệ em, số điện thoại là 0918782120. Này, sơn lốt đầy đủ bài bản anh em, chứ không có phải khơi khơi đâu là sơn nha. Sơn lốt sơn bóng đàng hoàng này, này ủi nhà bè. Máy này là 3T72. Máy này bao hơi bao khói cho anh em nha, bên em bán bao hơi bao khói anh em. Còn khi mà anh em mua về sử dụng không đúng quy trình hoặc là không đủ nhớt thì bên em không hoàn toàn chịu trách nhiệm được, tại vì anh em không đủ nhớt thì máy sao chạy được. Cũng có trường hợp không đủ nhớt ha, cái này anh em thông cảm. Tiếng máy thì khỏi bàn cãi luôn. Còn số để cho anh em coi chơi ha. Tại máy hộp số này chưa có đổ nhớt nó còn hơi kêu độ nè. Trong này không có kêu, không có đổ nhớt nè. Cái này là kêu trong hộp số, trong ai kêu máy nè. Tiếng máy này thì bảo đảm em lực khỏi chê luôn. Rất là lực. Chạm là chạy nè. Cảm ơn anh em đã quan tâm và ủng hộ kênh em suốt thời gian qua ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.